Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ Trung Nhạc leo lên tế đàn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Tư Nương Nương. Huyết mạch Hoa Tư Thị trong cơ thể của hắn không ngừng cộng minh, thậm chí mang tới cho hắn một loại cảm giác quay trở lại bên cạnh mẫu thân chính mình vậy. Khởi nguyên của thần huyết Hoa Tư Thị trong cơ thể toàn bộ phục khi chính là ở vị nương nương này. Ngồi bên cạnh nàng khiến cho tâm cảnh của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, vô cùng an tường. Trung Nhạc ngồi xếp bằng ở nơi đấy, quan sát đại đạo tiên thiên bốn phía, từ trong đó nghiền ngẫm những đạo lý cao thâm thật lớn. Trải qua nửa năm đằng đẵng, Trung Nhạc đứng dậy, không người thi lễ với Hoa Tư Nương Nương một cái, bò ra khỏi tế đàn, tiếp tục bơi xuống dưới. Hắn đã đi tới điểm cuối của tinh hải, đi tới khí khôn thổ vô cùng trầm trọng. Trung Nhạc bơi vào trong tầng khí khôn thổ, không ngừng bơi xuống dưới. Một lúc lâu sau, hắn từ trong khí khôn thổ chui ra, đảo mắt quan sát bốn phía, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy hắn đã đi tới mặt lưng của thánh địa Hoa Tư, nơi này lại hoàn toàn bất đồng so với mặt chính diện. Nơi này là đại lục khôn thổ, vô số ngọn thần sơn nguy nga, muôn hình vạn trạng, lại có vô số quả tinh cầu do khí khôn thổ cấu thành, phiêu phù giữa không trung. Tòa thánh địa Hoa Tư này không ngờ lại là do hai tòa tiên thiên thánh địa bất đồng tổ hợp mà thành, thủy thổ tương liên, tạo thành một tòa thánh địa kỳ dị. Lần trước Trung Nhạc đi tới thánh địa Hoa Tư cũng không nhìn thấy chân diện mục của tòa thánh địa này. Mà hai vị nương nương của Hoa Tư Thị, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong nước, một người là tiên thiên đại xà sinh ra trong lòng đất. Mặc dù đồng dạng là tiên thiên đại xà, nhưng vì đạo, thổ, sinh nhưỡng, các nàng bất đồng, đại đạo mà hai vị nương nương tu luyện cũng bất đồng. Một người tinh thông quỷ thủy, một người tinh thông khôn thổ. Trong tòa thánh địa khôn thổ này, Trung Nhạc cũng tìm được một tòa tế đàn. Vô số đại đạo khôn thổ vần quanh tòa tế đàn này. Trên tòa tế đàn kia còn có một nàng nữ tử quen thuộc đang ngồi xếp bằng ở nơi đấy. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, từ trong từng tầng khí khôn thổ bơi qua, bỏ lên trên tế đàn. Nàng thiếu nữ kia xoay đầu lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền vui vẻ nói: "Sư ca." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Cấm Nhi, sao muội lại ở đây?" Nàng thiếu nữ Hoa Tư Thị kia chính là Khâu Cấm Nhi. Trong lòng của nàng vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói: "Nương nương nói ta là một diệu linh thể, thổ sinh mộc, cho nên để ta ở đây tu luyện. Sư ca, hiện tại ta đã rất mạnh rồi, có thể ra ngoài giúp ngươi được rồi." Trung Nhạc cẩn thận quan sát nàng, không khỏi kinh ngạc. Hiện tại tu vi thực lực của Khâu Cấm Nhi quả thật không kém, đã đạt tới cảnh giới thần hầu đỉnh phong. Tu vi nội tình cũng vô cùng hùng hậu, nhất là nguyên thần cường đại. Dưới sự dạy dỗ của thần hậu nương nương, nàng cũng có những tiến bộ kinh người. Tu vi thực lực của thần hậu nương nương mặc dù không bằng những tồn tại như tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, nhưng nhãn giới kiến thức của nàng lại chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao chân thân của nàng cũng chính là hậu thổ đạo thần. Đệ tử của tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế siêu quần bật tụy, cho dù đặt lên trên tương lai chư đế bảng cũng là tồn tại số 1 số 2. Khâu Cấm Nhi thân là đệ tử của thần hậu nương nương, có thành tựu này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói với nàng: "Cảnh giới thần hầu còn được gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Ta ở trong cảnh giới này cũng nhiều lần sống sót sau cái chết, mấy lần suýt chút nữa đã chết rồi. Cấm Nhi, người tốt nhất là sau khi đột phá cảnh giới thần hầu rồi hãy xuất sơn giúp ta." Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu nói: "Tại sao sư ca lại tới đây vậy? Nương nương nói nơi này cực kỳ thần thánh, cho dù là đệ tử của Hoa Tư Thị cũng không có mấy người có tư cách này." Trung Nhạc nói cho nàng nghe mục đích chuyến đi này của chính mình. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc nói: "Hóa ra sư ca là muốn tu luyện đại đạo khôn thổ và đại đạo quỷ thủy. Ta có thể dạy cho sư ca. Còn nữa, sư ca không gặp được Quân Sư Tỷ hay sao? Quân Sư Tỷ đang ở trong một tòa tế đàn phía đối diện tìm hiểu đại đạo quỷ thủy. Nàng đã tu luyện thời gian khá lâu rồi, trực tiếp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng sẽ có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ta không gặp được Quân Sư Tỷ." "Kỳ quái, có khả năng Quân Sư Tỷ đã rời đi rồi." Khâu Cấm Nhi truyền thụ đại đạo khôn thổ của chính mình đã tìm hiểu ra cho hắn. Trung Nhạc tinh tế thể ngộ, sau đó đối chiếu với đám đại đạo khôn thổ bên ngoài tế đàn kia, đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn. Hai người tiến hành ấn chứng sở ngộ với nhau, mỗi người đều có thu hoạch khá lớn, cũng lại càng thân mật hơn, cảm thấy phảng phất như quay trở lại thời gian tiến vào trong tầng mây, tắm rửa lôi đình trên cung trung kiếm môn năm xưa vậy. Năm xưa hai người Trung Nhạc còn nhỏ, không hoài nghi, tuổi thanh xuân ngây thơ tràn đầy tiếng tim đập của mối tình đầu, lần đầu tiên thưởng thức sự ngọt ngào của luyến ái. Trung Nhạc mỗi khi nhớ lại đoạn tuế nguyệt kia, vẫn luôn không tự giác thoát ra một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Bất quá, thời gian thiếu niên đi qua quá nhanh,
Theo hai người trưởng thành, trách nhiệm cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Toàn bộ đều đặt lên trên bả vai của gã thiếu niên Trung Sơn Thị năm xưa kia, buộc hắn phải nâng lên. Hắn không thể không liều mạng, không thể không người đấu ta đá, không thể không vào sinh ra tử. Hắn không biết chính mình tới lúc nào sẽ chết, không biết chính mình còn có thể trở về hay không, cho nên hắn không dám cho nàng thiếu nữ trước mặt này một lời hứa hẹn vĩnh hằng. Hắn duy nhất có thể làm chỉ là nói với nàng là sẽ không cô phụ nàng mà thôi. Nhưng cho dù là lời hứa hẹn nhỏ bé như vậy cũng đã khiến cho nàng thiếu nữ này việc nghĩa không chuẩn bước mà đi theo hắn, rời khỏi tổ tinh đã sinh dưỡng ra nàng, rời khỏi thân nhân của chính mình. Nàng còn vì không để liên lụy tới hắn đã chủ động thỉnh cầu thần hậu nương nương được biến thành hoa tư thị đầu người thân rắn, hơn nữa còn lo lắng hắn sẽ có cảm thấy chính mình khó coi hay không. Nếu nói cảm tình, vậy tình cảm giữa bọn họ chính là sâu nhất, cũng là đơn thuần nhất. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cứ như vậy ngồi đấy, trao đổi cảm ngộ lẫn nhau, vô cùng thân thiết mà yên tĩnh. Khâu Cấm Nhi là nữ tử duy nhất có thể khiến cho hắn quên đi hùng tâm tráng trí, quên đi phân tranh thế tục. Ở bên cạnh của nàng, hắn có thể tìm lại được sự ngây thơ và ôn hòa lúc ban đầu ở trong lòng mình. Vành tai và tóc mai bọn họ chạm vào nhau, hăng hái bừng bừng thảo luận sở ngộ của chính mình, xác minh sở học lẫn nhau. Thần hồn của bọn họ cũng đang giao lưu lẫn nhau, trở nên vô cùng thân mật. Trong lòng Trung Nhạc rất muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn sẽ không trôi qua, nhưng thời gian có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, thủy chung cũng có lúc phải trôi qua. Trung Nhạc tu thành đại đạo tiên thiên khôn thổ, rốt cuộc cũng phải rời khỏi. Hắn bỏ xuống tế đàn, bơi về phía xa xa, đột nhiên sau lưng chợt truyền tới thanh âm của nàng nữ hài kia: "Sư ca." Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, trên tế đàn Khâu Cấm Nhi mở lớn miệng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra thiên ngôn vạn ngữ kia, chỉ biến thành một câu nói: "Sư ca, ta chờ ngươi." Tâm thần Trung Nhạc chấn động, cảm thấy nhu tình trong lòng ngực chính mình đột nhiên kích động, biến thành hồng lưu không thể áp chế, biến thành tình yêu phun trào. "Cấm Nhi, ta muốn lấy ngươi." Hắn lớn tiếng quát lên, phát tiết ra cảm tình trong lòng. Ở trong toàn thánh địa khôn thổ trống trải không người, không chút cố kỵ, mặc cho tâm tình của chính mình phát tiết. "Ngươi chờ ta, ta sẽ trở về lấy ngươi. Mặc kệ sau này như thế nào, mặc kệ trời nghiêng đất ngã ra sao, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi chờ ta trở về." Khâu Cấm Nhi nhất thời ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô hạn, sống mũi lại có chút cay cay, hưng phấn vung tay như điên với hắn. Trung Nhạc xoay người rời đi. Nàng thiếu nữ trên tế đàn vẫn cảm thấy nhịp tim chính mình đập thật nhanh, thân thể ngược lại có chút vô lực. Ta dựa lên một cây cột của tế đàn, thân thể chợt ngồi xuống, vừa cười vừa rơi lệ. "Hắn đã hứa hẹn rồi, sư ca, hắn đã hứa hẹn rồi." Nàng không ngừng lẩm bẩm một mình. Trung Nhạc rời khỏi tinh hải hoa tư, tình cảm phấn khích trong lòng vẫn chưa thể bình ổn trở lại, vẫn còn đắm chìm trong màn biểu lộ vừa rồi. Hắn đã thổ lộ với tiểu sư muội, rốt cuộc cũng đã thổ lộ. Đột nhiên trong thức hải của hắn, Tân Hỏa ngáp dài một cái nói: "Châu giống Trung Sơn Thị, phía đối diện vẫn còn một nàng nữ tử kia, ngươi định hứa hẹn nàng cái gì đấy?" Trung Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quân Tư Tà đang ngồi trên một chiếc thuyền hoa, thân thể tà tà dựa bên cạnh cửa sổ chiếc thuyền, nửa cười nửa không nhìn hắn. Nàng nhẹ giọng nói: "Sư đệ." Tân Hỏa nhàn nhạt nói: "Khoản nợ tình này ngươi đã đeo rất nhiều rồi, cần phải dùng cả đời đi trả cũng chưa chắc đã trả hết được đâu. Ngươi thể non hẹn biển với người này chính là cô phụ người kia, Trung Sơn Thị không được tùy tiện hứa hẹn đâu." Trung Nhạc sải bước tiến lên phía trước, lớn tiếng quát lên: "Sư tỷ, tương lai nếu ta cầu hôn ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không?" Quân Tư Tà nhất thời ngơ ngẩn, lắc đầu mỉm cười nói: "Thật đúng là tiểu tử ngốc mà." Nàng chống chiếc thuyền hoa đi xa, Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của nàng, cao giọng hỏi: "Sư tỷ, ngươi sẽ đáp ứng chứ?" Quân Tư Tà đứng ở đuôi thuyền, phong tư bừng bừng, hai tay đặt lên mép la lớn: "Năm xưa, vì sao ta theo ngươi rời khỏi tổ tinh vậy?" Trong lòng Trung Nhạc nhất thời đại hỉ, cười ha hả, cao giọng nói: "Ngươi chờ ta." Trong lòng Quân Tư Tà tràn đầy vui mừng, chống thuyền lái vào sâu bên trong tinh hải hoa tư. Mái chèo khẽ ba động, hất lên từng đám ngôi sao nhỏ. Trung Nhạc cực kỳ vui vẻ, định thần trở lại, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn còn chưa đi ra khỏi khu vực tầng tầng thánh sơn, đã nhìn thấy một nàng nữ tử từ xa đi tới, chính là nữ hoa tương lai của Hoa Tư Thị, Hoa Thiến Mân, cũng là vị hôn thê tương lai của hắn. Từ lúc hai người còn chưa xuất thế, đã định trước mối hôn nhân cả đời này.
Bộ dáng của Hoa Thiến Mân không có tim, không có phổi, miệng khẽ lẩm bẩm một điệu hát dân gian, rung răng rung rẻ đi về phía này. Vừa gặp mặt Trung Nhạc, nàng vội vàng dừng điệu hát dân gian lại, sắc mặt nghiêm túc, chân thành cong người thi lễ, rồi nhỏ nhẹ nói: "Trung tướng công." Tân Hỏa hăng hái bừng bừng hỏi: "Hey, Trung Sơn Thị, người lại sẽ hứa hẹn lời hứa gì đấy?" Cái đầu của Trung Nhạc cơ hồ lớn thêm vài vòng. Hoa Thiến Mân tuyệt không tầm thường, là vị hôn thê mà các tổ bối tại 890 vạn năm trước đã định ra. Lãnh tụ của Phục Khi Thị đã định trước phải cưới lãnh tụ của Hoa Tư Thị làm vợ. Phục Khi và Nữ Hoa mệnh chung đã định trước là một đôi. Đây là tổ chế, là quy củ. Tân Hỏa trở nên hưng phấn, bộ dáng gấp gáp chờ xem Trung Nhạc sẽ đưa ra lời hứa hẹn gì. Đốm lửa nhỏ này tổ hồ chưa từng gặp qua chuyện tình gì thú vị đến như thế này. Trung Nhạc mỉm cười nói: "Sao Thiến Mân lại khách khí với ta như vậy?" Cổ nhân không phải đã nói vợ chồng phải tương kính như tân hay sao? Hoa Thiến Mân nhấp nháy mắt, cười hì hì nói: "Nương nương cũng từng dặn dò, khi gặp ngươi cũng không thể điên điên khùng khùng giống như lúc trước đây vậy. Tương lai ta sẽ phải gả vào nhà của ngươi, vạn nhất lại điên điên khùng khùng, chẳng phải là sẽ bị bên nhà chồng chế nhạo hay sao?" Trung Nhạc nhất thời yên lặng, nhỏ nhẹ nói: "Thiến Mân, thật ra ta đã thành thân rồi." "Là Huyên Nhi sao?" Hoa Thiến Mân khôi phục lại bộ dáng vốn có, cười hì hì nói: "Nàng đánh không lại ta, không thể làm gì được ta. Bất quá như đã nói qua, ta cũng đánh không lại nàng. Thủ đoạn của nha đầu này càng lúc càng mạnh. Lần trước ta xuất môn tham gia đại hội chư đế tương lai kia của ngươi, đã từng hàn huyên trò chuyện với nàng một phen rồi. Ta đã hỏi nàng, nếu ta gả vào trong nhà của ngươi có phải chân chính là thứ hay không? Nàng liền không vui, muốn so đấu với ta một phen. Sau đó chúng ta liền lên đài công khai đọ sức một trận. Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta nóng lòng trở về nhà cũng không mạnh mẽ tranh đấu với nàng. Ta mới vừa trở về thánh địa, liền nghe nói ngươi cũng đã tới. Tốc độ của ngươi ngược lại cũng rất nhanh." Trung Nhạc nghe nàng nói tới mức như lọt vào trong sương mù, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói: "Đại hội chư đế tương lai đã kết thúc hơn 30 năm rồi, ngươi chỉ vừa mới về tới Hoa Tư thánh địa sao? Trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu vậy?" Hoa Thiến Mân nhất thời thẹn thùng, ngượng ngùng nói: Ta bị lạc đường. Ta đã đi rất lâu, mãi vẫn không tìm được đường về thánh địa Hoa Tư. Về sau nhìn thấy một mảnh thiên hỏa chi hải, mới biết được là đã đi lạc tới hoang vực thiên hỏa. May mà ta đã gặp được cố nhân Phượng Minh Sơn của ngươi. Hắn đang dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi hoang vực thiên hỏa. Hắn nói là muốn đi khai hoang, kiến công lập nghiệp. Hắn đã chỉ cho ta đừng trở về. Sau đó ta lại đi lạc tới vũ trụ cổ lão kia. Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười nói: "Vũ trụ cổ lão và thánh địa Hoa Tư, một cái trời Nam, một cái đất Bắc, sao ngươi lại chạy tới nơi đó được vậy?" Sau đó ta cũng không hiểu ra sao đã đánh nhau một trận với đám ma tộc ở nơi đấy. Về sau lại không biết vì sao đã trở về tới Đế Tinh, nhìn thấy rất nhiều đế linh đang đánh nhau. Hoa Thiến Mân nhấp nháy mắt nói: "Cũng may cuối cùng ta cũng về tới nhà rồi. À đúng rồi, chúng ta đã đính hôn, ngươi dự định khi nào sẽ cưới ta đấy?" Đầu của Trung Nhạc lớn như cái đấu, quanh co nói: "Chúng ta còn chưa quen thân, bây giờ nói chuyện này có phải là quá sớm hay không?" "Ngươi nói cũng đúng, cho nên chúng ta phải giao lưu cảm tình." Hoa Thiến Mân làm lấy tay của hắn, kéo hắn ra ngoài, rồi mỉm cười nói: "Ta biết một địa phương rất thích hợp để nói chuyện yêu đương, ngươi đi theo ta." Trung Nhạc lảo đảo đi theo nàng tiến về phía trước, chỉ thấy nàng thiếu nữ Hoa Tư Thị này kéo hắn tới một địa phương tràn ngập hoa tươi. Một cái tinh không phi thác như trường hà trông ngược trên không trung, đủ loại hoa màu sắc rực rỡ nở rộ. Có mấy nàng điệp nữ bay tới bay lui giữa đám thần hoa, tay cầm theo lãng hoa nhỏ bé, ép lấy thần mật từ trong thần hoa, trưng luyện thành mật ngọt. "Chỗ này chính là tốt nhất rồi, là địa phương thích hợp nói chuyện yêu đương nhất trong lòng ta." Hoa Thiến Mân lôi bàn tay của hắn, hưng phấn bừng bừng, rong chơi trong biển hoa. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, vươn tay hái một đóa hoa, mỉm cười nói: "Một đóa hoa một thế giới, không biết thế giới trong hoa có đạo diệu, đại tiên hay không? Có ức vạn sinh linh hay không? Bọn họ có thăng trầm yêu hận si ca của chính mình hay không?" Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, ngư khí tò mò nói: "Đạo của bọn họ sẽ là đạo gì? Tình yêu của bọn họ là tình gì? Cả đời bọn họ có những kỳ ngộ gì đấy?" Vấn đề của nàng rất nhiều, Trung Nhạc căn bản không kịp trả lời. Đột nhiên nữ hài này chợt đưa đóa hoa lên trên môi, tựa hồ như muốn ngửi mùi thơm. Thế nhưng Trung Nhạc lại nhìn thấy suy nghĩ và nguyên thần của nàng thả lỏng, rời khỏi thân thể,
ngao du khắp đại thiên thể không, không biết đã đi nơi nào rồi. Vấn đề của nàng quá nhiều, trong lúc bất chợt đã đốn ngộ, cầm hoa mỉm cười, nguyên thần bay đi, thật sự là cực kỳ tùy tiện. Trung Nhạc một trận không nói gì, một kẻ mù đường lại yêu thích dùng phương thức này để mà ngộ đạo, không biết nguyên thần của nàng có thể tìm được đường về hay không. Hắn mở ra Tam Mục Thiên Đồng tìm kiếm bốn phía, rốt cuộc cũng tìm được nguyên thần của Hoa Thiến Mân. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, hồn phách nữ hài tử này đã tung bay ra khỏi thánh địa Hoa Tư, vui sướng ngao du khắp nơi. Nàng đi xuyên qua Thái Dương, đùa bỡn Nhật Linh trong Thái Dương, lại đột nhiên phóng người tiến vào hư không giới, ngồi ở trước mặt tiên hiền thượng cổ, đường đường chính chính mà luận đạo. Nàng bỗng nhiên lại hạ giới, đi tới một quả tinh cầu xa lạ, tiến vào trong hồ nước, đối nhãn với Ba Ba. Đạo tâm của Thiến Mân quá đơn thuần, tuy nàng không phải là thánh linh thế, thế nhưng độ thân thiện đối với đạo cũng không thua kém Phần Huyên chút nào cả. Khó trách nàng lại thường xuyên lạc đường. Nàng nữ hài tử này bất cứ lúc nào cũng có thể ngộ đạo, sau đó chạy đuổi theo đạo, tiếp theo lại bị những loại đạo khác hấp dẫn. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, nguyên thần của hắn cũng ly thể, một đường đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp cỗ linh hồn chạy loạn này. Trung Nhạc đang muốn kéo nàng trở về, không ngờ lại bị Hoa Thiến Mân quân lấy kéo đi. Nguyên thần của nữ hài này mạnh tới không thể tưởng tượng. Nguyên thần của hai người bắt đầu ngao du khắp nơi, lên trời xuống đất, làm hết những sự tình mà ngày thường ở trong suy nghĩ của Trung Nhạc chính là vô cùng hoang đường. Người nhìn xem, đạo chính là không chỗ nào không có. Hoa Thiến Mân để Trung Nhạc đối nhãn với một con cóc, hưng phấn nói: Người hãy nhìn ánh mắt con cóc này đi, nhìn thật tinh tế vào, có nhìn ra trong mắt của nó không có đạo hay không? Đạo không phân cao thấp, có thể uốn lượn như rồng, cũng có thể là một con cóc ké. Linh hồn của hai người bay đi không biết bao xa, đã không cảm ứng được nhục thân của bọn họ nữa. Lúc này, Hoa Thiến Mân mới nghĩ tới chuyện quay trở về. Bởi vì để phòng nàng một lần nữa chạy lạc, Trung Nhạc đích thân dẫn đường, dứt cuộc quay về tới thánh địa Hoa Tư, tìm về nhục thân của chính mình. Ta cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta đã tiến gần hơn một bước rồi. Hoa Thiến Mân hưng phấn nói, Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Thiến Mân, sau này ngươi ở trước mặt ta không cần làm ra tư thái đoan trang, cứ việc phóng túng tùy tâm, ta vẫn là thích ngươi như bây giờ hơn. Nàng nữ hài này hoạt bát đơn thuần, vì vậy có thành tựu rất cao. Nếu cứ bó tay bó chân nàng, trói buộc thiên tính của nàng, ngược lại sẽ làm trễ nải của nàng. Trung Nhạc cũng không muốn bởi vì hôn ước giữa chính mình và nàng mà trói buộc nàng. Hơn nữa, Trung Nhạc và nàng nữ hài tử này hồ nháo cằn cấy một phen, không ngờ lại khiến cho hắn phát hiện ra vạn linh vạn vật trong thiên địa không gì không phải là đạo, đều có địa phương rung động lòng người. Mặc dù hắn ở trên con đường này cũng không có bao nhiêu thiên phú, nhưng Hoa Thiến Mân lại có thiên tư hơn người ở trên phương diện này. Ánh mắt Hoa Thiến Mân sáng lên, mỉm cười nói: Đây chính là ngươi nói đó nha. Đương nhiên rồi. Thế nhưng sau này ngươi nhất định phải nhớ kỹ đường đi, không được chạy lạc nữa đâu. Trung Nhạc ân cần dặn dò. Thần kinh của Hoa Thiến Mân có chút tùy tiện phóng túng, nhưng đạo tâm lại vô cùng tinh tế, so với Phong Hữu Trung thậm chí còn tinh tế hơn. Nàng có thể phát hiện ra những đạo lý mà người khác không thể nhìn thấy, ngay cả Trung Nhạc cũng tự thẹn không bằng. Tồn tại có thể ngang vai ngang vế với thánh linh thể tự nhiên là không tầm thường. Hai người cuối cùng nói lời chia tay, Trung Nhạc trở lại gặp Thần Hậu Nương Nương. Thần Hậu Nương Nương quan sát trên dưới hắn một lượt, tán thưởng: Lại mạnh thêm vài phần, phục khí trung sân thí, ta thấy ngươi càng mạnh lại càng yêu thích hơn, đồng thời cũng càng lo lắng cho ngươi hơn. Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc, mỉm cười hỏi: Nương nương, yêu thích ta có thể lý giải, thế nhưng lo lắng lại là vì sao? Ta từng nhìn thấy phàm nhân nuôi cá, ở trong ao nuôi thả một đám cá nhỏ, mỗi ngày để cho cá ăn, dần dần nuôi lớn lên. Thần Hậu Nương Nương cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi kia của hắn, mà nàng lên tiếng nói: Đợi tới khi cá con lớn lên sẽ hạ lưới bắt cá, nếu bắt lên được cá nhỏ thì lại thả ngược vào trong ao tiếp tục nuôi thả, mà cá lớn thì sẽ bị bắt ăn đi. Nương nương, nương nương là hoài nghi có tồn tại nào đó cố ý nuôi thả ta, đút cho ta ăn, lừa lớn ta, sau đó lại hạ lưới bắt ta, nấu nướng ăn tươi hay sao? Trung Nhạc cảm thấy buồn cười nói: Là kẻ nào có thần thông quảng đại bậc này đây? Lẽ nào hắn không lo lắng nuôi lớn không phải là cá lớn mà là cá xấu sẽ ăn ngược lại hắn hay sao? Thần Hậu Nương Nương lườm hắn một cái nói: Người muốn làm cá xấu sao? Người quá xem thường bọn họ rồi. Kẻ nuôi cá cũng không phải là chỉ có một người mà là một đám kìa. Bọn họ nuôi cá cũng không phải một ngày, nửa ngày đâu. Đám người bọn họ
từ thời đại Hòa Ký đã bắt đầu nuôi cá, đã nuôi ra rất nhiều con cá lớn. Mỗi khi tới mùa nên thu hoạch, bọn họ sẽ đều hạ lưới bắt cá cả. Cá lớn bị bắt được đâu chỉ có một con, hơn nữa có con nào là nhỏ hơn ngươi đâu. Bất luận một con cá nào cũng đều có thể hù chết ngươi kìa. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động hỏi: Nương nương đã biết những chuyện gì? Không ngại nói một câu đi. Thần Hậu nương nương nói: Nếu ta nói cho ngươi biết, thần thông đạo pháp tiến bộ thật ra chỉ là bọn họ cố ý đang nuôi thả sinh linh hậu thiên, để cho tài trí thông minh của sinh linh hậu thiên giúp bọn họ mở ra đạo pháp, hoàn thiện thần thông. Ngươi cảm thấy có đáng sợ hay không? Nếu ta nói cho ngươi biết, sinh linh hậu thiên chính là cá mà bọn họ nuôi thả. Mỗi khi tới thời gian nhất định, bọn họ đều sẽ xuất hiện thu gặt, bắt lấy những con cá mà chính mình nuôi thả trong khoảng thời gian này, ăn tươi bọn họ. Ngươi cảm thấy có đáng sợ hay không? Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Nếu ta nói cho ngươi biết, mỗi khi các đời thiên đế tới thời điểm lão niên, bọn họ liền sẽ xuất hiện tác loạn. Từng có không ít thiên đế chính là chết trong tay bọn họ, dẫn tới xuống đài một cách thê thảm. Đây chính là hành động bắt cá của bọn họ. Ngươi vẫn còn có thể cảm thấy không đáng sợ hay sao? Thần Hậu nương nương vẫn tiếp tục nói: Nếu như ta nói cho ngươi biết, thời đại Hòa Ký và thời đại Địa Ký bị tiêu diệt cũng đều là một trận hành động bắt cá, ngươi còn có thể không sợ hay sao? Trung Nhạc liên tục dùng mình mấy cái, có một loại suy đoán đáng sợ. Xa không nói, nói gần, nếu ngươi có cơ duyên gặp được đế linh của Thiên Nguyên Thiên Đế, ngươi hỏi hắn một chút xem hắn đã chết như thế nào. Lại nói một cái khác, Phục Môn Đạo Tôn đã chết như thế nào? Tân Hỏa vì sao lại lâm vào ngủ say? Ngươi cảm thấy trong chuyện này không có hắc thủ phía sau màn hay sao? Thần Hậu nương nương vạn phần bình tĩnh nói: Ngươi cảm thấy sinh linh hậu thiên thật sự là chúa tể của vũ trụ ư? Ngươi không phát hiện ra vận mệnh của các ngươi, quỹ tích sinh mạng của các ngươi đều bị điều khiển hay sao? Trung Nhạc không rét mà run, hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: Nương nương, nương nương đã biết được chuyện gì vậy? Thần Hậu nương nương thở dài một cái, khoát tay nói: Ta biết được tuy nhiều, thế nhưng cũng không thể nói rõ ràng được. Ngươi chỉ cần biết rằng có một tổ chức từ thời đại hắc ám đã liền tồn tại rồi, mà hiện tại cái tổ chức này vẫn như cũ còn tồn tại. Khanh khách, sinh linh hậu thiên trở thành chúa tể của vũ trụ sao? Sinh linh hậu thiên chưa bao giờ trở thành chúa tể của vũ trụ cả. Trung Nhạc đè xuống sự sợ hãi trong lòng, lắc lắc đầu định thần trở lại. Một tổ chức trưởng khống vận mệnh và hướng đi của tất cả sinh linh toàn thể vũ trụ hay sao? Một tổ chức định kỳ sẽ hành động thu gặt bắt cá ư? Cái hắc thủ này đã điều khiển vô số đại sự kiện trong lịch sử, thậm chí khiến cho rất nhiều kỷ nguyên bị tiêu diệt sao? Chuyện này không khỏi quá khiến cho người ta kinh sợ rồi thì phải. Thần Hậu nương nương không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng sự kinh hãi rung động trong lòng lại không thể dễ dàng bình phục lại như vậy. Tâm cảnh Trung Nhạc thật lâu mới bình phục lại, lúc này mới không người nói: Nương nương, ta còn có hai loại đại đạo vẫn chưa thể lĩnh ngộ, một là thiên đạo, một loại là đại đạo tiên thiên sơn xuyên, còn xin nương nương dạy ta. Sao? Đại đạo tiên thiên sơn xuyên và thiên đạo ư? Thần Hậu nương nương kinh ngạc, suy tư trong chốc lát nói: Thiên đạo ta cũng không hiểu, bất quá Lôi Trạch và tỷ tỷ của ta thật ra là biết được một chút, đáng tiếc rằng... Nàng lắc lắc đầu nói: Có lẽ người có thể đi thánh điện Lôi Trạch, đi gặp di thuế của Lôi Trạch, chỉ là hiện tại đoán chừng hắn cũng không ổn lắm đâu. Nàng cũng không nói nhiều, tiếp tục nói: Thánh điện Lôi Trạch, cổ Lôi Trạch giới là ở tại hạ giới, bất quá hạch tâm của cổ Lôi Trạch giới, địa phương sinh ra tiên thiên thần long là đã bị dịch chuyển tới Tử Vi, hơn nữa đã bị đánh nát trong đại chiến năm xưa rồi. Người hãy đi tìm Trác Long, nếu có duyên may ra có thể nhìn thấy di thuế của Lôi Trạch. Về phần đại đạo tiên thiên sơn xuyên, người có lẽ là đi Bắc Cương Tử Vi một chuyến đi, nơi đó có một tòa tiên thiên thánh địa, chính là vận chuyển từ vũ trụ cổ lão mà tới, nơi đó hẳn là thánh sơn cổ lão nhất trong vũ trụ, có lẽ người có thể tìm được vật mà mình muốn. Bất quá tòa thánh địa kia chính là... Nàng thoáng chần chừ một chút, Trung Nhạc thử dò xét hỏi: Chẳng lẽ là tiên tiên thánh địa của Nguyên Nha Thần Vương hay sao? Trong lòng Thần Hậu nương nương chấn động hỏi: Người vậy mà cũng biết Nguyên Nha Thần Vương ư? Đúng vậy, ta từng chạm mặt qua mấy lần với đệ tử của hắn. Trung Nhạc đứng dậy tạ ơn Thần Hậu nương nương rồi nói:
đệ tử liền không quấy rầy nương nương nữa, xin cáo lui. Thần hậu nương nương thoáng do dự một chút rồi nói: ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhanh chóng trở thành cá sấu mà ngươi đã nói, bằng không ngươi sẽ bị ăn tươi. Trung Nhạc rời khỏi thánh địa Hoa Tư, trong lòng có chút chần chừ. Hiện tại đã tới thời hạn ước định 30 năm với Mục Tiên Thiên. Dựa theo ước định, hiện tại hắn hẳn là phải xuất binh tấn công Thiên Đình, mà muốn luyện thành đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên, hắn nhất định phải tới thánh địa của Nguyên Nha Thần Vương một chuyến. Nguyên Nha Thần Vương không phải nhân vật dễ đối phó như vậy, lẻn vào thánh địa của hắn, sợ rằng nhất cử nhất động của ta đều chạy không thoát cảm nhận của hắn ta được. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lộn ngược trở lại thánh địa Hoa Tư, bái kiến thần hậu nương nương nói: nương nương, nếu có một ngày Nguyên Nha Thần Vương rời khỏi sào huyệt, mong rằng nương nương có thể trước thời hạn báo cho ta biết một tiếng. Thần hậu nương nương nhìn hắn chằm chằm, biết rõ tính toán của hắn, rồi phất tay nói: ta biết rồi, ngươi đi đi. Trung Nhạc triệu hồi thiên dực cổ thuyền, chạy về phía đế tinh. Tiên thiên bắt quái của hắn đã sắp sửa hoàn thành, trong thái cực, tứ tượng và bắt quái, chỉ còn lại hai loại đại đạo là chưa hoàn thành. Đó chính là tiên đạo và đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Đại đạo Sơn Xuyên là đạo nhấp nhô biến hóa, đồng thời cũng là đạo tuyên cổ bất động. Bất động và biến hóa làm sao kết hợp lại với nhau, còn cần phải kiến thức một chút tiên thiên thánh địa của Nguyên Nha Thần Vương. Về phần thiên đạo, vậy thì càng khó khăn hơn. May ra có thể từ trong thần thông do 30 bức thiên đạo đồ diễn biến ra mà nghiền ngẫm ra manh mối, tìm hiểu loại đại đạo này. Trong lòng Trung Nhạc chợt có chút bất an, nghĩ tới cái tổ chức mà thần hậu nương nương đã nói. Dựa theo lịch sử trước mắt, hắn biết tựa hồ cũng có thể phát hiện ra chút dấu vết tơ nhện. Cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế quả thật có chút kỳ quặc. Hắn từng gặp qua Dạ Thiên Tử, thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế. Dạ Thiên Tử đã trở thành đạo tặc, làm bạn một đám ác côn, làm nhiều việc ác, hiện tại đã trở thành bộ hạ của Tư Mệnh. Mà sở dĩ Dạ Thiên Tử luân lạc tới tình trạng như hiện tại, tựa hồ là vì biết được chân tướng nào đấy liên quan tới cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế phụ thân mình. Mà cuộc chiến hủy diệt thời đại Hoa Kỳ, liên đại hỗn loạn, Bảo Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương quả thật đã liên thủ chấn áp một đám sinh linh tắc loạn, trong đó có Tả Đế, có Hắc Đế, còn có những tồn tại cổ lão đáng sợ khác. Hắn còn nghe nói về sau những tồn tại này có kẻ đã chạy ra khỏi thiên lao, sẽ ở thời kỳ các đời thiên đế lão niên nổi dậy tắc loạn. Chẳng lẽ bọn họ cũng là thành viên của cái tổ chức này hay sao? Bất quá thần hậu nương nương nói thời đại địa kỳ bị tiêu diệt cũng có quan hệ với cái tổ chức này, vậy thì thật sự là quá kinh khủng. Vừa mới suy nghĩ một chút, toàn bộ các đời thiên đế, toàn bộ các sinh linh kinh thái tuyệt diễm cũng đều là cá mà bọn họ nuôi trong ao, sẽ định kỳ tiến hành thu gặt. Đây thật sự là một chân tướng khiến cho người ta tuyệt vọng. Lẽ nào ngay cả Phục Vân Đạo Tôn mở ra lục đạo, hậu thổ nương nương xác lập luân hồi cũng đều là giúp bọn họ may áo cưới, cuối cùng đều là thành toàn cho bọn họ hay sao? Vậy thất đạo luân hồi có phải cũng là cá mà bọn họ đang nuôi thả hay không? Ta nỗ lực suy luận ra thất đạo luân hồi có phải cũng là đang giúp bọn họ may áo cưới hay không đấy? Trung Nhạc ổn định lại tâm thần. Thần thông đạo pháp chính là tiến bộ dưới sự suy luận và phát triển của sinh linh hậu thiên, nhưng tới cuối cùng ngược lại đã thành toàn cho một đám ký sinh trùng, thật sự là thiên đạo bất công. Đột nhiên thiên dực cổ thuyền chợt rung động kịch liệt, trong lòng Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy một con kim long từ trong tầng tầng không gian chui ra, hung hăng va chạm lên trên thiên dực cổ thuyền, đụng cho chiếc cổ thuyền này lăn lóng lốc, khó có thể ổn định trở lại. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, pháp lực hạo hạo đăng đãng dâng trào, ổn định lại cổ thuyền. Chỉ thấy con kim long kia nhà nanh múa vuốt, thân thể uốn lượn giữa không trung, đột nhiên du động lao thẳng về phía cổ thuyền. Thân thể to lớn cuốn lấy chiếc cổ thuyền, lợi chảo chụp lấy mạn thuyền, cái đầu vung lên thật cao, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc ở trên thuyền. Dị báo do sợi gân tiên thiên thần luyện thành hay sao? Trong lòng Trung Nhạc kẽ giật mình, con kim long này cũng không phải là kim long chân chính, mà là một kiện thần binh dị bảo do sợi gân tiên thiên thần luyện chế mà thành. Khắp thân thể không có long lân, trên đầu cũng không có long giác. Toàn thân con kim long này nhắn bóng, mềm dẻo không xương, ngay cả lợi chảo cũng là do sợi gân phân liệt mà thành, cái đầu và hàm răng cũng đều là do sợi gân biến thành. Uy năng của nó kinh thiên động địa, không chút tầm thường, thậm chí ngay cả thiên dực cổ thuyền cũng có thể chụp lấy, khiến cho chiếc cổ thuyền này không thể tiến lên. Đây không phải là bảo vật do sợi gân tiên thiên thần ma bình thường có khả năng luyện chế thành được. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía cái đầu của con kim long, cười dài một tiếng nói: đệ tử của tiên thiên thần đế, thần hạ các sao?
Hạ Các sư huynh, ta nghe đại danh của ngươi đã lâu rồi, cũng từng vô tình gặp mặt sư huynh tại đại hội chư đế tương lai, chỉ là chưa từng nhìn thấy sư huynh xuất thủ qua. Lần này nếu như sư huynh đã xuất thủ rồi, vậy cần gì phải trốn trốn tránh tránh như vậy đấy. Con kim long kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy trong miệng con kim long là một gã nam tử dáng người cao lớn đang đứng ở nơi đấy. Trên đầu hắn là một hàng long xỉ, mà bên cạnh hắn chính là đầu lưỡi thon dài của con kim long. Đầu lưỡi phân nhánh từ hai bên thân thể hắn thò ra thụt vào. Hắn chính là đệ tử của tiên thiên thần đế thần Hạ Các. Mi tâm thần Hạ Các tách ra, lộ ra khỏa thần nhãn thứ ba, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Trung Nhạc, thản nhiên nói: muốn tìm được Dịch Quân Vương thật đúng là khó khăn mà. Ta vì truy tìm tung tích của ngươi, đã tìm kiếm khắp đại thiên thời không, cuối cùng cũng đã tìm được chiếc cổ thuyền của ngươi. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui vẻ hân hoan nói: hai tên ngu ngốc Ma Nguyên Liệt và Tà Dương cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi, thế nhưng không ngờ lại để ta đắc thủ trước được. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: sư huynh có chỗ không biết rồi, Ma Nguyên Liệt đã chết rồi. Trong lòng của thần Hạ Các khẽ giật mình, Trung Nhạc nhàn nhạt nói: cũng may sư huynh sẽ lập tức bước theo chân hắn, cùng hắn một trước một sau lên đường đi thôi. Sao, Ma Nguyên Liệt đã chết rồi ư? Sắc mặt thần Hạ Các khẽ biến, mỉm cười nói: Dịch Quân Vương, mặc dù ngươi chiếm cứ đệ nhất trong tương lai chư đế bảng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của ta được? Ngươi có thể giết chết Ma Nguyên Liệt hay là mượn thế ư? Ma Nguyên Liệt đầu lớn nhưng không có não, chỉ biết giết chóc thôi, mượn thế giết hắn cũng không chút khó khăn. Nhưng ngươi làm thế nào mượn thế giết ta được đây? Ta khác với hắn, hắn lỗ mãng mà không cẩn thận, mà ta thì lại cực kỳ nghiêm cẩn, sẽ không cho ngươi bất luận cơ hội mượn thế gì đâu. Thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt, ngàn cặp cánh chim giống như 2000 thanh thần đao chém thẳng về phía con kim long kia. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, thần Hạ Các nói không sai, thực lực của hắn quả thật xa xa không bằng tồn tại đẳng cấp như Ma Nguyên Liệt. Quả thật là đã mượn thế mới có thể đánh chết được Ma Nguyên Liệt. Nghĩ muốn đánh chết Ma Nguyên Liệt, tồn tại tiếp cận đế bậc này, bằng cảnh giới thần hoàng hiện tại của hắn còn xa mới có thể làm được. May mà lúc đấy hắn nắm giữ lực lượng của loại tinh trạch, nhưng nơi này cũng không có loại tinh trạch, hắn không có lực lượng có thể mượn. Ngàn cặp cánh chim của thiên dực cổ thuyền cơ hồ trong cùng một lúc chém lên trên con kim long, khiến cho con đại long này run rẩy kịch liệt. Thân thể kim long quấn lấy chiếc cổ thuyền thoáng lấy lỏng một chút. Trung Nhạc lập tức bắt lấy cơ hội này, thôi động chiếc cổ thuyền một đường phóng đi. Dịch Quân Vương, ngươi đi được hay sao? Thanh âm của thần Hạ Các từ phía sau truyền tới. Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy thiên địa đại biến, từng đạo tinh hà lan tỏa từ bên cạnh chiếc cổ thuyền phóng đi như bay. Đó là từng đạo tinh luân thật lớn, vô số ngôi sao xoay tròn, từng khỏa tinh cầu thật lớn bay đi. Nguyên tử thần quang đáng sợ từ trong một khỏa tinh cầu bạo phát, tương liên vô số khỏa tinh cầu lại với nhau, hình thành nên một hệ thống thật lớn. Luân hồi sao? Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy diện mạo của thần Hạ Các càng lúc càng lớn, bao phủ thiên khung, nhất thời biết rõ chính mình đã rơi vào trong quang luân sau đầu của hắn. Tu vi thực lực của thần Hạ Các không chút thua kém Ma Nguyên Liệt, cũng là tồn tại tiếp cận đế cấp, đế quân đại viên mãn. Hắn hư không tạo vật, sớm đã luyện động thiên thành chư thiên, mà một màn trước mắt này chính là quang luân sau đầu hắn đã bị hắn luyện thành chư thiên. Chư thiên mở rộng, thu thiên dực cổ thuyền vào trong đấy. Trong tòa chư thiên này, thần Hạ Các chính là chúa tể vĩnh hằng, có thể điều khiển hết thảy lực lượng đại đạo trong chư thiên. Lực lượng của hắn vĩ ngạn vô song, thậm chí hoàn toàn có thể nói trong tòa chư thiên này thần Hạ Các chính là một tôn đế. Cái này giống như là không gian do luân hồi ma âm của Huyền Kỳ Nhị Lão chế tạo ra vậy. Ở trong thời không luân hồi ma âm, Huyền Kỳ Nhị Lão thậm chí có thể lực địch Mục Tiên Thiên. Thần Hạ Các hiện tại chính là có được với lực đẳng cấp này. Tâm thần Trung Nhạc đại chấn, chỉ thấy thần Hạ Các vươn tay ra, từ từ chụp về phía hắn. Một trường này còn chưa rơi xuống, đã thấy ức vạn ngôi sao chấn động, vô số đại đạo trong chư thiên phiêu đãng rơi về phía trong lòng bàn tay của hắn. Thiên dực cổ thuyền điên cuồng vô cánh bay lên, ngàn vạn ngôi sao thoáng một cái đã qua, mà ở phía sau cổ thuyền, tốc độ của bàn tay kia cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cũng cách thiên dực cổ thuyền càng lúc càng gần hơn. Đây là một màn khiến cho người ta phải kinh sợ, một màn vô cùng đáng sợ. Trong chư thiên của thần Hạ Các, hắn có được thực lực tuyệt đối.
Tốc độ của thiên dực của thuyền đạt tới mức tận cùng, đột nhiên đánh vỡ không gian, từ trong tòa chư thiên này chạy thoát ra ngoài. Ta đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát được đâu. Thanh âm của thần hạ các vẫn tiếp tục truyền tới. Trung Nhạc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong tầng không gian này, vậy mà cũng có ngôi sao vô biên vô tận đang bành trướng, đang lan tỏa, hình thành nên một mảnh tinh hà rực rỡ. Mà ở trên màn trời, khuôn mặt khổng lồ của thần hạ các chậm rãi xuất hiện, lộ ra thần sắc trào phúng. Đây là tòa chư thiên thứ hai. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, bao phủ thương khung, trong ngón tay thậm chí kéo theo vô số ngôi sao. Ngôi sao như cắt vàng hội tụ lại trong tay hắn. Lực lượng một kích này của hắn nhất định là kinh thiên động địa, uy lực không tầm thường. Đây mới là chiến lực đế quân đại viên mãn. Mà Nguyên Liệt chết thật sự rất oan uổng. Hắn cũng có được chiến lực khủng bố bậc này, không thua kém thần hạ các bao nhiêu. Sở dĩ hắn bị Trung Nhạc đánh cho trọng thương, chủ yếu vẫn là vì lực lượng của nửa tiên thiên thánh địa, loại tinh trạch thật sự quá đáng sợ. Trung Nhạc giáng ngự loại lực lượng này, ngay cả vạn ma phiên của sư tôn hắn, tiên thiên ma đế, luyện ra cũng đều không chịu nổi. Hắn căn bản không có cơ hội phát huy thực lực, đã bị Trung Nhạc đánh cho trọng thương, kết quả là chết trong tay mấy gã thần ma cắt thiên thị nho nhỏ. Mà thần hạ các lại không xui xẻo như Ma Nguyên Liệt vậy, hắn có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, không giữ lại chút nào, chỉ là chiến lực của chư thiên thôi cũng đã khiến cho Trung Nhạc đuổi theo không kịp. Oanh! Thiên dực cổ thuyền lại một lần nữa xuyên phá không gian, xông ra tòa chư thiên này, nhưng lần này vẫn không thể chạy ra khỏi sự trường khống của thần hạ cát. Chỉ thấy chiếc cổ thuyền này lại xông vào một tòa chư thiên khác, tòa chư thiên thứ ba. Người có thể luyện ra mấy tầng chư thiên đây? Trung Nhạc quát lớn một tiếng, một khắc cũng không dừng. Thiên dực cổ thuyền liên tục đụng thẳng về phía trước, xuyên qua tầng tầng chư thiên, điên cuồng của chạy ra ngoài. Nhưng hắn phá vỡ một tầng chư thiên, vẫn còn có một tầng chư thiên tiếp theo, khiến cho cổ thuyền của hắn thủy chung vẫn nằm trong chư thiên của thần hạ cát, thủy chung không thể chạy thoát được. Ngươi còn muốn chạy thoát khỏi lục đạo luân hồi của ta hay sao? Thần hạ cát cũng không vội xuất thủ với Trung Nhạc, bàn tay trái lại từ từ mở ra, chỉ thấy sáu đạo tinh hệ rực rỡ như ngân hà chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này cực kỳ bao la hùng vĩ, nắm lấy ức vạn ngôi sao trong bàn tay, nhưng đối với đại năng đẳng cấp như hắn thì không chút khó khăn gì. Chư thiên chính là do hắn luyện thành, là kết tinh đại đạo của hắn. Nhưng đối với Trung Nhạc, một màn này lại cực kỳ hung hiểm, rơi vào trong lòng bàn tay của thần hạ cát. Sinh tử của hắn mặc cho đối phương bày bố, tự nhiên là lành ít dữ nhiều. Thiên dực của thuyền mặc dù thần diệu khó lường, có thể xuyên toa đại thiên thời không, nhưng lại không thể rời khỏi sáu tòa chư thiên của thần hạ cát. Ngược lại, cũng không phải thiên dực của thuyền hoàn toàn không thể xuyên phá sáu tòa chư thiên này. Thiên dực cổ thuyền hoàn toàn có năng lực này, chỉ là Trung Nhạc không thể phát huy ra hết thảy năng lực của chiếc cổ thuyền này mà thôi. Hơn nữa, sáu tòa chư thiên của thần hạ các đã tạo thành lục đạo luân hồi, Trung Nhạc tương đương với rơi vào trong luân hồi của hắn. Thực lực của thần hạ các mặc dù còn chưa đạt tới đế cấp, nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Rơi vào trong lục đạo luân hồi của hắn, nghĩ muốn chạy thoát tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Sáu tòa chư thiên này càng lúc càng nhỏ, hình thành nên sáu đạo tinh luân xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Mơ hồ có thể nhìn thấy thiên dực cổ thuyền không ngừng vỗ cánh chấn động, không ngừng xuyên toa trong sáu đạo tinh luân, từ trong một đạo tinh luân nhảy vào trong một đạo tinh luân khác, thủy chung đảo quanh sáu đạo tinh luân, không thể nào chạy thoát ra ngoài được. Lúc này thần hạ các thu hồi sáu đạo tinh luân, mỉm cười nói: Dịch quân vương, ta không có nói sai chứ? Ma Nguyên Liệt bất quá chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta là lợi hại hơn hắn gấp trăm lần. Ma đạo tới cùng cũng chỉ là ma đạo, khó có thể sánh ngang với thần đạo được. Hắn cất bước đi về phía xa xa, thản nhiên nói: Người cũng đừng quá lo lắng, sư tôn ta chính là tiên thiên thần đế quang minh lỗi lạc, ta thân là đệ tử của hắn cũng là quang minh lỗi lạc như hắn vậy, sẽ không làm khó ngươi. Sư tôn ta lệnh cho ta mang ngươi trở về, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần cùng ta trở lại thần đế cung là được rồi. Hắn cũng không trở về Tử Vi Thiên Đình, mà đi về phía phương hướng trận đài truyền tống của vũ trụ cổ lão. Dọc theo con đường này, thần hạ các chỉ thấy khắp nơi chiến hỏa ngất trời, dân chúng làm than. Hắn cười hăng hắc nói: Tinh vực Tử Vi càng bị tổn hại, đối với vũ trụ cổ lão ta thật ra chính là chuyện tốt kìa. Vũ trụ cổ lão ta sẽ có thể nhân cơ hội nhập chủ Tử Vi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi một lúc khá lâu,
lúc này mới đi tới trận đài truyền tống của vũ trụ cổ lão. Chỉ thấy nơi đó vẫn như cũ, có một đám thần binh thần tướng thủ vệ. Thần Hạ Cát đang định đi vào, đột nhiên giận cả tóc gáy, lập tức chuyển hướng, viễn độn bỏ chạy. Hắn thay đổi phương hướng, chạy đi một lúc thật lâu, lại nhìn thấy một tòa trận đài truyền tống vũ trụ cổ lão kia. Sắc mặt Thần Hạ Cát ngưng trọng, không nói một lời, một lần nữa đổi một phương hướng. Qua một lúc sau, tòa trận đài truyền tống vũ trụ cổ lão kia lại xuất hiện trước mắt của hắn. Thần Hạ Cát cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không thay đổi phương hướng nữa, đột nhiên tới khởi kim thừng, biến thành một con kim long, ầm ầm đánh về phía tinh không. Tinh không tầng tầng vỡ tan, sau đó chợt run rẩy như mặt hồ vậy, sóng gợn tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Cũng không lâu lắm, tinh không tụ tập lại, khôi phục lại như thường. Thần kính tà nhãn của tà đế sao? Trên trán Thần Hạ Cát toát ra một hơi lạnh, thanh âm khàn khàn cao giọng nói: "Tà Dương sư huynh, ta từ lúc nào rơi vào trong thần kính của ngươi vậy? Sao ta lại không phát giác ra vậy?" Từ thiên ngoại truyền tới một tràng cười tràn ngập tà khí, chính là thanh âm của Tà Đế Cung Tà Dương. Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi có thể phát giác, vậy thần kính tà nhãn còn có thể là thần kính tà nhãn hay sao? Thần Hạ Cát, ngươi theo ta đi Tà Đế Cung một chuyến đi." Thần Hạ Cát cầm lên một tiếng, tới khởi kim long do kim thừng biến thành, va chạm lung tung, nỗ lực xông phá thần kính tà nhãn. Bất quá, uy năng của thần kính tà nhãn chênh lệch không bao nhiêu so với kim thừng. Một cái là do tà đế luyện thành, một cái là do thần đế luyện thành. Cái nào cũng không thể làm gì được đối phương. Thắng bại chỉ là xem kẻ nào tới khởi trước mà thôi. Tà Dương ám toán hắn, từ sớm đã tới khởi thần kính tà nhãn, dung nhập vào trong không gian của tinh vực tử vi. Thần Hạ Cát giữa tình huống không phát giác đã đi vào trong kính, cho rằng chính mình vẫn đang đi trong không gian của tinh vực tử vi. Sở dĩ hắn phát hiện chính mình có khả năng rơi vào trong cục của người khác là vì thần kính tà nhãn chiếu rọi trận đài truyền tống đi thông vũ trụ cổ lão. Trận đài truyền tống trong kính trái ngược với trận đài truyền tống chân chính, hoa văn đồ đằng trên trận đài truyền tống cũng là ngược lại. Hắn phát hiện ra điểm này, bất động thanh sắc, đi vào hướng ngược lại, cho rằng có thể tìm được trận đài truyền tống chân chính, nhưng đã rơi vào trong kính, làm sao cũng có thể đi ngược lại, sẽ có thể đi ra ngoài được đây. Tòa trận đài truyền tống kế tiếp vẫn là hình ảnh trái ngược, tòa kế tiếp nữa vẫn là hình ảnh trái ngược. Tới lúc này, hắn mới biết chính mình đã rơi vào trong cục của Tà Dương. Bên ngoài thần kính, Tà Dương phe phẩy ống tay áo, hắn cười ha hả, thu hồi thần kính tà nhãn, nhẹ nhàng rạch một cái trên mi tâm, cắt ra phần trán, sau đó đặt thần kính tà nhãn vào trong xương sọ mi tâm của chính mình. Thần kính tà nhãn này không giống với bình thường, là một quả nhãn cầu tà khí âm xâm, chính là một con mắt của tiên thiên tà đế luyện chế mà thành. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong quả nhãn cầu này có một con kim long đang bay tới bay lui. Trong miệng rộng của con kim long này ngậm một người nho nhỏ, chính là Thần Hạ Cát. Kẻ mạnh cũng còn có kẻ mạnh hơn, núi cao cũng còn có núi cao hơn. Thần Hạ Cát à, ngươi rơi vào trong cục của ta, đừng mơ tưởng có thể đào thoát được. Tà Dương cười lớn một tiếng, đi về phía trận đài truyền tống đi thông vũ trụ cổ lão. Đột nhiên trong lòng của hắn chợt nghiêm nghị, chỉ thấy ở xa xa xuất hiện một đoàn hỏa quang. Đoàn hỏa quang kia thế tới cực nhanh, thể tích cũng càng lúc càng lớn, nhanh chóng biến thành thiên hỏa dập trời ngập đất. Mà ở phía sau đoàn thiên hỏa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một nàng nữ tử phượng vũ đang tới khởi một cây phượng vũ phiến, đang ra sức quạt về phía hắn. Là tiểu nữ nhân Phượng Ngọc Hoàn kia sao? Tà Dương nhất thời ngây ngẩn. Lúc này đoàn thiên hỏa kia đã cuồn cuộn lao tới, đốt sập một mảnh hư không vũ trụ, hung hăng bao phủ toàn thân của hắn, khiến cho hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ một quạt đã quạt bay hắn. Cùng lúc đấy, thiên hỏa hừng hực xâm nhập các bí cảnh nhục thân của hắn, thiêu đốt nhục thân hắn, thiêu đốt nguyên thần của hắn, thậm chí ngay cả đại đạo hắn khổ cực luyện ra cũng đều bị thiêu đốt. Phượng Ngọc Hoàn tế khởi thiên phượng thần hỏa phiến liên tục quạt về phía Tà Dương. Trong tinh không tử vi nhất thời có thêm một đạo hỏa lãng, hỏa lãng thiêu đốt hừng hực bao phủ toàn thân Tà Dương. Sau một khắc, liền nhìn thấy đạo hỏa lãng kia đã biến thành một con hỏa phượng hoàng, ngậm miệng, miệng ngậm Tà Dương xuyên phá hư không, gào thét bay về phía trước. Cặp phượng sĩ sau lưng Phượng Ngọc Hoàn mở ra, hiện ra chân thân chính là một con cửu đầu phượng hoàng, nhanh chóng vỗ cánh bay tới, tới khởi thiên phượng thần hỏa phiến không ngừng quạt tới tấp, khiến cho tốc độ của con thiên phượng hỏa phượng hoàng kia lại càng nhanh hơn. Thiên hỏa phượng hoàng nhanh chóng vỗ cánh xuyên phá hư không, những nơi nó bay qua hết thảy ngôi sao đều bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại chút gì.
Phượng Ngọc Hoàn cũng điên cuồng vô cánh đuổi theo. Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến không ngừng quạt mạnh, Thiên Hỏa Phượng Hoàng cũng không ngừng bay nhanh về phía Hoang Vực Thiên Hỏa. Trôi qua mười mấy ngày, Phượng Ngọc Hoàn cũng thoáng có chút mệt mỏi. Uy lực của Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến tuy mạnh, thế nhưng cũng không thể vẫn luôn thôi động được. Cho dù nàng là đế quân đại viên mãn, liên tục thôi động tê quạt này cũng vô cùng tiêu hao tu vi. Bọ ngựa bắt vé, chim sẻ ở phía sau. Huống chi ta cũng không phải là chim sẻ, mà là cửu đầu thiên phượng. Ta đã quạt hơn 10 ngày, tà dương hẳn là đã bị ta luyện thành cho bụi rồi. Phượng Ngọc Hoàn mỉm cười nói. Bất quá thần kính tả nhãn dù sao cũng là bảo vật của tà đế, vẫn không thể luyện hóa được. Cũng may tả dương đã thu thần hạ các vào trong tà nhãn, thần hạ các không chết, dịch quân vương tự nhiên cũng sẽ không chết. Nàng đang muốn dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục tu vi. Đúng lúc này, Phượng Ngọc Hoàn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh không vũ trụ phát sinh vặn vẹo quỷ dị, vô số ngôi sao nhao nhao về phía sau đổ sụp một chỗ không gian, rơi vào trong một cái động khẩu đen như mực vậy. Thiên Hỏa Phượng Hoàng và bản thân của nàng cũng bị cái động khẩu kỳ quái kia hấp dẫn, rơi về phía trong động. Bên trong cái động khẩu kia một mảnh hắc ám, nhưng ngoài mặt động khẩu lại phi thường nhẵn bóng, thậm chí cực kỳ sáng ngời, phảng phất như làm bằng ngọc vậy. Nguy rồi, là chắc nha. Phượng Ngọc Hoàn nhất thời ngây người, nàng vừa mới định tế khởi Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, còn chưa kịp thôi động, cảnh tượng trước mắt đã vặn vẹo tới cực hạn, bị cái động khẩu của quái kia hút vào bên trong. Một cái bình ngọc cao cỡ thân người phiêu phủ ở trong tinh không, một gã nam tử áo đen dáng người thấp bé đang ngồi bên cạnh. Hắn đứng dậy cười ha hắc nói, mặc cho ngươi gian ngoan như quỷ cũng đều phải rơi vào trong vũ quang bình của ta thôi. Hắn thu hồi cái bình ngọc, bộ dáng thỏa thê mãn nguyện, mỉm cười nói, hiện tại trở về thánh địa, sư tôn nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ban thưởng cho ta thật lớn đấy. Phượng Ngọc Hoàn rơi vào trong bình ngọc, trong lòng hoảng loạn, vội vàng vỗ cánh bay ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn, cái bình ngọc kia thoạt nhìn không lớn, nàng cách miệng bình cũng không tính quá xa. Thế nhưng hiện tại phi hành, miệng bình lại càng lúc càng lớn, cũng cách nàng càng lúc càng xa. Phượng Ngọc Hoàn dốc hết lực lượng, thôi động Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến quạt về phía miệng bình. Chỉ thấy Thiên Hỏa Phượng Hoàng gào thét lao tới, giống như một đạo lưu quang lao về phía miệng vũ quang bình. Nhưng tốc độ của con Thiên Hỏa Phượng Hoàng này mặc dù nhanh, thế nhưng miệng bình lại phảng phất như đang không ngừng lui về phía sau, căn bản không thể tiếp cận. Vô dụng thôi. Đột nhiên một đạo thanh âm chợt vang lên, trong lòng Phượng Ngọc Hoàn nghiêm nghị, vội vàng thu hồi Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, đang chuẩn bị quạt đi về phía sau, lại nghe đạo thanh âm kia đã tiếp tục nói, Ngọc Hoàn sư tỷ, bình tĩnh một chút cho nóng vội, ta cũng không có ác ý đâu. Phượng Ngọc Hoàn xoay người lại, vẫn như cũ thu động Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến, trong mắt lóe lên tinh quang bất định. Kẻ vừa mới mở miệng chính là Tà Dương, không ngờ hắn vẫn chưa bị Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến của nàng luyện chết. Tại mi tâm của hắn, một quả thú nhãn thật lớn tản mắt ra trận trận tà quang, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Xem ra thần kính tà nhãn đã bảo vệ cho hắn, uy năng của quả tà nhãn này chỉ sợ không thua kém gì Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến của ta. Trong lòng Phượng Ngọc Hoàn nghiêm nghị, cười tủm tỉm nói, Tà Dương sư huynh có gì muốn chỉ giáo đây? Hiện tại chúng ta đã rơi vào trong cái bình ngọc này rồi, sợ rằng ngay cả ngươi cũng không thể trốn ra ngoài được. Đây là vũ quang bình của Nguyên Nha Thần Vương, được xưng là bảo bình, có thể giấu nạp cả một cái vũ trụ. Chúng ta rơi vào trong bình chính là rơi vào trong vũ trụ trong bình. Đạo ánh sáng trên miệng bình kia chính là vũ quang, bị đạo ánh sáng kia chiếu trúng, không gian vũ trụ sẽ không ngừng sinh sôi xung quanh thân thể, cho nên thủy chung cũng không thể tiếp cận được miệng bình. Tà Dương mỉm cười nói, nếu ngươi và ta liên thủ với nhau, dựa vào uy năng bảo vật trong tay ngươi và ta, nói không chừng còn có thể chạy thoát ra ngoài được. Phượng Ngọc Hoàn cười lại một tiếng, nhàn nhạt nói, ta không phải là không tin được Tà Dương sư huynh, thật ra đúng là ta không tin được ngươi. Một cái vũ quang bình nho nhỏ có thể phê khốn được ngươi, chưa chắc đã có thể phê khốn được ta đâu. Tế. Nàng khẽ quát một tiếng, Thiên Phượng Thần Hỏa Phiến đột nhiên phân giải, biến thành tầng tầng phượng vũ, lần lượt chui vào trong phượng dực sau lưng của nàng. Cây thần hỏa phiến này chính là do lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân luyện thành. Phượng Thiên Nguyên Quân là tồn tại đẳng cấp nào đây? Lông vũ của nàng tốc độ thiên hạ vô song. Trong phượng dực của Phượng Ngọc Hoàn chân lẫn vào phượng vũ của nàng, tốc độ nhất thời để thăng lên gấp bội.
mỗi một lần vỗ cánh, không gian cơ hồ bị xé rách, gào thét lao thẳng về phía miệng bình. Phượng Ngọc Hoàn phi hành một lúc thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn lên, phần miệng Vũ Quang Bình kia vẫn như cũ, vô cùng là xa xôi. Nàng phi hành lâu như vậy cũng không thể rút ngắn được nửa phần. Ngọc Hoàn sư tỷ, ta từng nói qua chỉ là vô dụng, người vẫn hết lần này tới lần khác không tin ta. Sau lưng của nàng, thanh âm của Tả Dương một lần nữa vang lên. Phượng Ngọc Hoàn giận cả tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tả Dương vẫn như cũ ở ngay bên cạnh nàng. Vừa rồi nàng cắm lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân phi hành, vậy mà từ hồ ngay cả một bước cũng không thể bay ra. Nếu Vũ Quang Bình có thể phá dễ dàng như vậy, Nguyên Nha Thần Vương sẽ không được xưng là thần vương thái cổ khó đối phó nhất rồi. Tà Dương mỉm cười nói, Ngọc Hoàn sư tỷ, người có phải đã nguyện ý lên thủ với ta rồi hay không? Phượng Ngọc Hoàn cười khanh khách nói, được, ta và ngươi lên thủ, bất quá lời khó nghe nói ngay từ đầu, sau khi chúng ta rời khỏi Vũ Quang Bình, mỗi người đều tự bằng vào thủ đoạn của chính mình mà tranh đoạt quyền sở hữu Dịch Quân Vương. Tà Dương gật đầu mỉm cười nói, được, cứ theo như lời của sư tỷ đi.